Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Kawasaki lên tiếng sẽ ra mắt ZX10NR hoàn toàn mới vào cuối năm 2019. Như chúng ta đều biết, trong cái giai đoạn phát triển hiện nay, xu hướng phát triển không ngừng của những mẫu xe mới vượt cái sức mạnh và công nghệ đang được đề cao. Điển hình là cái sự xuất hiện của Ducati Panigale V4R đã khiến cho trật tự chạy đua WSBK 2009 bị thay đổi sau nhiều năm. Ký kết thương hiệu khác, đặc biệt là những hãng xe đến từ Nhật Bản, buộc phải thay đổi và nâng cấp các sản phẩm của mình hoàn toàn mới để có thể cạnh tranh được. Và mới đây, hãng xe Kawasaki vừa tuyên bố sẽ ra mắt một cái mẫu ZX10NR 2020 hoàn toàn mới vào cuối năm là 2019. Các kỹ sư cao cấp của Kawasaki trước đây cũng đã từng chia sẻ rằng chỉ có một cái phương pháp là mang các công nghệ từ đường đua MotoGP trực tiếp lên những chiếc xe mới giống như Ducati đã làm với phiên bản Panigale 14R. Mà ra còn có rất nhiều thông tin cho rằng Kawasaki có thể sản xuất một cái mẫu xe mới chỉ giới hạn 500 xe ở trên toàn thế giới. Và cái bằng chứng mới nhất về cái vấn đề thú vị này là Kawasaki đã gửi thông tin về những cái mẫu ZX10R và ZX10NR 2010 hoàn toàn mới tới Ủy ban Tài nguyên Không khí California để kiểm tra giá trị khí thải. Các thông số như động cơ lập 4 xăng 998C, 4 thì, 6 số được xem là những thông tin mang tính sơ bộ. Có thể Kawasaki còn phát triển nhiều hơn nữa ở cái phần động cơ hoàn toàn mới này với nhiều cái tính năng mới nhất hoặc cái số mã lực hay là mô men sắn lớn hơn so với bản hiện tại. Hãy chú ý đến cái sự ra mắt của cái dòng ZX10NR 2020 hoàn toàn mới sẽ làm thế nào để nó có được đối thủ là Panigale V4R đang được đánh giá là có tiềm lực tốt nhất hiện nay tại WSBK, và giá bán của ZX10NR hoàn toàn mới này sẽ như thế nào. Hãy cùng chúng tôi chờ đợi xem cái sự ra mắt của mô hình mới này vào cuối năm 2009. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, subscribe.